Hành trình con đường võ học đã được đặt chân đến đất võ Bình Định, được khám phá những bài nội phái đặc trưng của võ đường Lý Xuân Hỷ, võ đường Phi Long Vịnh, võ đường Phan Thọ. Càng tìm hiểu, càng thấy võ Bình Định nói riêng và võ ta nói chung quá sâu rộng. Càng biết thêm nhiều nhân tài võ thuật của cái nôi võ Tây Sơn. Một trong số đó hiện đã lui về, sống ẩn dật đâu đó giữa lưng chừng đèo An Khê. Vài thông tin trên báo càng khiến chúng tôi phải tìm gặp được ông. Và chuyến xe cứ thẳng tiến về hướng đèo An Khê. Còn tôi vẫn cứ mong một duyên lành để được kết nối với nhân vật kia. Anh ơi, chào anh. Em với chú cháu em đang đi tìm cái lò võ gần đây. Không biết anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Từ nhỏ đến lớn luôn. Dưới một thế kỷ là lớn rồi. Vậy ở đây anh biết võ đường của Phi Long không? Biết. Dạ hả? Ông Hồng ông ở đây. Dạ. Mà bây giờ ông ở giữa đèo, tôi chỉ cho. Dạ. Đó, cũng ông anh, tôi bây giờ vô cái quán đầy qua cà phê. Dạ. Có ông trống tài. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Có câu, cứ đi rồi sẽ đến. Cứ tìm, ắt sẽ gặp. Chúng tôi đi và dừng đúng lúc để tìm gặp đúng người sẽ giúp chúng tôi kết nối với vị võ sư ẩn mình trên đèo An Khê. Dạ thì từ đây lên trên chỗ của thầy Phi Long không biết là bao nhiêu cây số hả chú? 8-9 cây. Dạ. Đó là mình lên giữa đèo An Khê luôn. Giữa đèo An Khê. Lâu lâu thì chú có hay lên đó chơi không? Có đâu. Nó cũng xuống đây hoài. Dạ. Ông Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1936. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Tây Giang, Bình Định. Dù ông ngoại là cố lão võ sư Hồ Thôi, mẹ ruột là cố võ sư Hồ Thị Trợ, hai dì ruột là cố võ sư Hồ Thị Vĩ và Hồ Thị Bố. Nhưng ông chỉ học võ để khỏe, chứ không chọn đó là cái nghiệp phải mang theo. Dù vậy, ông Tài vẫn giữ mối liên kết với những ai đang làm rạng danh môn phái Phi Long của gia đình. Một trong số đó chính là võ sư Phi Long, người mà chúng tôi đang mong được gặp. Thấy trên cái bảng gia phả mình có tên là Mười Hổ đó. Thì chắc ở đây là ngày xưa rừng núi rồi nhiều thì núi nhiều lắm giá rào. Động vật hoang dã đồ, cọp, hổ đồ á. Hầu ông ngoại đánh hổ á. Có thôi. Chỗ thầy Phi Long ở mà còn có con cái gì ở theo không thầy không nữa? Không có. Không có. Ông mình để. Dạ. Thầy cũng lớn tuổi mà ở một mình vậy. Lớn. Dạ. Tôi khuyên hoài chứ. Thế thôi xuống trên này ở đêm khuya làm sao, nguy hiểm lắm. Theo sự chia sẻ của ông Tấn Tài, dù võ sư Phi Long ở một mình giữa đèo An Khê đã lâu, nhưng tính tình cũng vui vẻ, không khép kín. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hồi hộp trên suốt quãng đường đi, khi sự náo nhiệt của phố thị dần xa phía sau lưng, khi đèo An Khê đã dần hiện ra trước mắt. Chúng tôi bỗng lặng im, như để cảm nhận dần cái cảm giác cuộc sống đơn độc của mình. Này ở nhà không? Này ở nhà. Em chào thầy. Chào thầy. Chào con. Ôm thầy gái. Dạ. Nghe nói nhiều quá, bữa nay mới gặp tôi cũng nghe thầy đến thầy rồi, nhưng mà chưa được gặp nhau. Hôm nay đi qua đèo rồi tới đây mới thấy cái không khí. Tại vì mình cũng có cái vui, cũng có cái buồn, nên mình mới lên cái chọn cái vị trí này. Mà cũng là tâm huyết của mình, đặt cái tương lai cho mình nên lên ở đây. Tôi nhớ trong bản gia phả tại nhà ông Tấn Tài, võ sư Phi Long là truyền nhân đời thứ hai của cố lão võ sư Hồ Thôi, người sáng lập môn phái Phi Long. Khác với những gì hình dung trước đó, võ sư Phi Long vẫn phong thái nhanh nhẹn, vóc dáng gọn gàng dù đã 75 tuổi. Con với chú Tùng cũng là trên chương trình Con Đường Võ Học là đi xuyên suốt ở Việt Nam mình, là tìm hiểu về cái truyền thống võ thuật của Việt Nam mình. Thầy cũng theo dõi qua mạng, qua Facebook. Thầy cũng hiểu con rất nhiều. Những người kế thừa làm những việc mà cái nguyện vọng mình mong muốn cho dân tộc mình được hãnh diện, lấy một cái điều là tôi sung sướng nhất. Mà được thành cháu hôm nay đến đây, ba của nó cũng không ai xa lạ. Cái duyên của mỗi người nó đều có với nhau. Yeah. Nhưng mà cái duyên hồi giờ nó cho đến mà hôm nay duyên đã đến thì tôi tùy duyên thì sẽ gặp nhau. Bình Định thì trước đây từ cái Nam Phụ Lão Ấu tất cả đều tập võ,
nên cái tiếng võ Bình Định nó lan xa, lan rộng được, ai cũng biết là nhờ đến ai cũng tập võ. Câu mà người ta thường nhắc đến là ai về Bình Định mà coi đó, con gái Bình Định mua roi đi quyền. Cầm roi chứ sao? Không, theo tôi thì gọi là mua roi đi quyền. Tức là quyền công gì người ta cũng sử dụng được. Nhưng mà sao? Nó có nhiều câu kèm theo nữa. Và cái câu người ta gắn kết sau cùng là nó có gắn liền đến mình. Mà mình không quan tâm tới cái điều người ta nói, ai cũng nói cái câu này. Phi ngao lâm có ngựa suốt ngày đi rong đấy. Là hai câu kết nó có gắn liền với cái tên tuổi của tôi. Vừa địa phương này đã biết tôi trước đây hay có ngựa đi uống cà phê. Sau đấy tôi thấy nó cũng hay ho vậy thôi tôi dạy đi. Trước đây tôi ở dưới thì tôi cũng mở trường. Vậy cũng đông đảo mà lên đây là cũng không muốn nữa. Nên cũng mình bây giờ cũng giữ lại cái nét sợ nó quên đi. Mình hàng năm cũng nhận một hai người thôi. Để cũng như mình ôn lại cái sự học của mình sợ nó lãng quên. Ở ẵng 20 năm tại đèo An Khê, võ sư Phi Long dồn hết tâm huyết để viết sách, hệ thống lại những bài bản của môn phái Phi Long nói riêng và võ Bình Định nói chung. Viết sách võ thuật, hệ thống sách y võ, thư giãn với cây cảnh, chim chóc. Cuộc sống bỗng dưng nhẹ nhàng, nhưng càng trò chuyện càng thấy. Ẩn sau một võ sư Phi Long, miệng cười vui, nói năng rõ khỏe, lại là một người nặng lòng với cuộc đời. Cái quan niệm của tôi thì có những người thời cũng hay đả kích, chê những người này dở, tôi thì không hài lòng. Mình nên cảm ơn những người dở hơn mình. Vì nhờ người dở hơn mình mới được nổi bật hơn. Dạ, nổi bật hơn. Con cứ thoải mái đi, vui vẻ chơi đi. Rồi những cái nguyện vọng của con ở đây thầy dù có dở hay là giỏi thì thầy không nói tới. Nhưng mà con cần cái gì thầy sẽ đáp ứng đủ cho con để mà con có hay xài chơi mà không hay bỏ cũng được, không sao. Còn bây giờ nói vậy nó không chưa rồi. Nhưng mà con đã đến đây mà đã là người học trò của thầy đấy. Đàn ông mình á là ra đời, vô gia đình, bếp núc, làm hết theo cho người đàn bà. Bây giờ con đến đây thầy không có thử thách con gì, con xuống bếp con lăn vô con nấu cơm cho thầy ăn thử có được hay không. Dạ. Con đã đến đây thì con cũng thấy mình thầy. Bây giờ con nấu cơm thầy ăn cho chẳng lẽ thầy nấu cơm con ăn. Dạ. Thôi vui vẻ xuống bếp nấu cơm cho thầy. Thầy rồi ạ, giờ giống thầy rồi. Dạ, xin phép. Xuống nhất. Thôi mà uống nước. Thử thách vào bếp có khó gì với Duy Nhất? Có khó chăng là bếp của một người đàn ông 75 tuổi đơn giản đến mức không có gì, phải ra chợ một chuyến thôi. Còn tôi, chăng cứ như gắn chặt ở ngôi nhà lộng gió giữa lưng đèo này. Tôi chợt nghĩ đến câu, ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Khoan bàn đến cái dạy khôn, chỉ biết rằng tôi không thể dứt ra khỏi câu chuyện của võ sư Phi Long. Khi tôi đi học võ, tôi không nghĩ rằng để tôi làm thầy. Định mệnh nó đưa đỡ cho tôi làm thầy, chứ tôi không nghĩ là đi học võ, tôi có nghĩ rằng một điều mà tôi phải trưởng thành về võ. Vì cái nguyện vọng của tôi là làm chủ đồn điền. Trước đây thì nó rất là phức tạp. Mà mình tuyển công nhân vô làm cho mình á, thì đủ cái thành phần. Mà mình cần phải có cái võ cho cao, cho rộng để mình trị. Nhưng mà khi tôi trưởng thành được cái võ, thì trong cái chiến tranh nó lại xảy ra. Nên cái mộng làm đồn điền của tôi không được. Rồi người ta cũng nghe được cái danh của tôi, người ta cứ mờ. Mà mình lúc đấy cũng thấy nó sung sướng với cái thành quả của mình. Nên mình cũng hăng say, cũng giúp cho mọi người. Từ đấy nó đưa đẩy tôi mới lên được cái làm thầy. Thầy về ở đây thì bao nhiêu năm rồi ạ? Trước đây là tôi làm chủ tịch huyện rồi, về môn võ thuật. Rồi sau sở mới rút tôi về làm với sở, với cái điều kiện là vừa là con làm công tác tổ chức mà cũng vừa là làm phong trào, đi xuống các huyện gây phong trào, đi từng gia đình các võ sư để gây phong trào và vừa ngồi lên bàn là xếp đặt vô công tác tổ chức ai làm chức năng gì, phụ trách vừa huấn luyện đội tuyển, phụ trách huấn luyện đội múa ở bảo tàng Quang Trung và kiêm luôn công tác nghiên cứu nữa. Nên tôi làm rất nhiều mặt nhưng mà được trâu chảy. Nhưng mà trong cuộc sống của tôi đấy, quan niệm của tôi từ cái lúc trẻ, khi đã bắt đầu đi đánh võ là tôi đã nguyện với lương tâm, lúc nào làm một cái việc gì đạt được đỉnh cao là tôi nghĩ nguyện vọng đã trọn vẹn theo ước muốn của mình, thì lúc đó dù có ai trả tiền lương cho tôi cỡ nào tôi cũng xin nghỉ.
khi nghĩ là tôi mới chọn cái địa điểm này. Một là mình lên đây, mình để cái thời gian nó trống vắng, nó yên tĩnh để mình nghiên cứu những cái võ thuật của nước nhà mình, để mình làm lại một cái hệ thống và để lại cho con cháu để sau này những người nào biết hoặc cho biết người ta cần thì người ta cũng theo đấy để phát triển. Và thứ hai, cái nguyện vọng tôi ở đây để cho trạng thái cơ thể và tâm hồn của mình nó được thoải mái, mà cái chuyện gì đến nó đến, mà chuyện gì đi nó đi, mình không vướng bận bất cứ cái gì, mình chỉ chăm tâm vô nghiên cứu vấn đề võ học. Giờ thì tôi thấy khi tìm về lưng chừng đèo An Khê này, vì có chút nhàn nào đâu, bởi việc hệ thống lại quy chuẩn võ thuật một cách bài bản từ thấp đến cao, đòi hỏi cả một quá trình thu thập tư liệu, kiểm chứng, tự thực hiện những đòn thế và đánh đổi những năm tháng thanh xuân nhất, đẹp đẽ nhất để góp cho mình những kinh nghiệm thực tiễn quý giá. Nói hăng say, chỉ dẫn từng chi tiết, võ sư Phi Long đã kéo tôi vào khoảng trời riêng của ông, khoảng trời mang hơi thở nghiệp võ ở lưng chừng đèo An Khê. Nếu An Khê bây giờ, trước đây nó là một quận An Túc của tỉnh Bình Định. Sau phải trả về Tây Nguyên, nó có hai cái lý do. Nhưng mà cái lý do thuộc xã hội mình không đề cập tới, mà đề cập vấn đề về võ. Tức là An Khê nó thuộc về Tây Sơn Thượng, và Tây Sơn đây là thuộc Tây Sơn Hạ. Thì tôi chọn cái địa điểm đây để gắn kết giữa hai miền Tây Sơn. Để chi? Trong tương lai, tôi không phải nghĩ đến chuyện nhàn của bản thân, mà nghĩ còn xa hơn nữa. Trong kế hoạch của tôi đó, thì cái nơi này tôi xây dựng lên làm một cái tổ đường của võ. Trong nguyên bản tôi dạy là phải đúng nguyên bản. Cái nguyên bản nó là thống nhất, thì học trò nó ra nó dạy cũng phải y như tôi dạy của nó. Nhưng mà tư duy theo mỗi cách, áp dụng theo từng thời, xã hội phát triển đến đâu thì mình phải chiều theo cái chiều hướng đó để mình phát triển. Nhưng mà nguyên bản nó phải giữ. Thì ở đây là tôi sẽ làm cái nơi sát hạch. Dù học trò tôi dạy ở nơi khác dạy thế nào, nhưng mà hàng năm phải về tới đây, tôi phải sát hạch lại tay người, nó học được những gì, trình độ nó ra sao. Hóa ra ông không chọn cho mình việc nhàn hạ. Cũng giống như những võ sư chúng tôi đã gặp trước đây, võ sư Phi Long vẫn tập luyện mỗi ngày. 75 tuổi không là rào cản hay giới hạn khiến ông cho phép mình được nghỉ ngơi. 75 tuổi, võ sư Phi Long vẫn giữ cho mình những cốt yếu của một con nhà võ: nhanh, mạnh, bền. 75 tuổi, võ sư Phi Long vẫn nghiêm chỉnh bốn yếu tố của người được học võ bài bản khi thể hiện những đòn thế bài quyền, đó là thực hiện đòn thế ổn định, các bài bản phải đúng chuẩn mực của thầy đã dạy, những thế độc đáo riêng biệt của môn phái phải rõ nét, khi cần cũng có thể biến đổi để nâng cao mình. Nếu tôi thành lập được cái mô hình này ở đây thì tôi không giao cho con, mà giao cho một người học trò nào tâm đắc nhất của tôi để bà kế thừa và phát triển. Và nếu trong cuộc đời của nó sắp qua đi là cũng phải tìm một người học trò khác để mà truyền từ cái thế hệ này qua cái thế hệ khác, không phải trăm năm mà tính hàng ngàn năm sau nữa, chứ không phải tới đời tôi là chấm dứt. Nhưng mà cái hoài bão của thầy thì có quá lớn không? Từ vì thầy ở đây thì thầy sống có một mình, không ai phụ thầy. Cuộc đời mà thầy sanh bệnh lão tử, ai cũng phải tới một cái giai đoạn đó hết. Thì cái hoài bão của thầy như vậy thì có ai phụ giúp thầy không? Tôi lên tôi ở đây đó thì nhiều người cũng nghĩ rằng tôi ngang, rồi có nhiều người cũng nghĩ là tôi gan. Chuyện đáng kể nhất là tuổi mình đã già, mình cũng lo ngại. Nhưng mà lo ngại thì mình phải làm sao? Tôi cũng có cái sự xếp đặt hết. Tôi xếp đặt hết tất cả vào bản thân mình. Từ vấn đề đeo yếu hoặc đến cuối cùng là chết. Có người đến đây cũng nói ma, phù ma với tôi. Tôi cũng nói không sao hết. Ma đàn ông vô uống nước trà, để tôi hỏi thăm người ta coi là cái thế giới người ta ra sao, để tôi chuẩn bị. Chứ còn tôi cũng sắp qua cái thế giới này rồi, thì tôi đã chuẩn bị cái điều đó rồi. Ông bảo chúng tôi chờ để thay trang phục chỉnh chu trước khi bước vào nơi thờ tự. Võ sư Phi Long chậm rãi giới thiệu về tổ võ, về thầy dạy võ Hương Kiểm Kính, giới thiệu về ba mẹ mình bằng cả sự kính phục, nể trọng, cứ đổ lỗi cho khói nhang khiến mắt cay cay, lòng xúc động. Nhưng chúng tôi biết đó là vì cái tình mà mọi người đang dành cho nhau. Bây giờ ở đây trước bàn thờ tổ,
Sau này con muốn làm đệ tử của thầy. Thành bại nên hư là do bản thân con là chính. Bây giờ trước tổ thầy chỉ yêu cầu con một điều. Trước tiên là con phải có cái tâm. Và thứ hai là con phải có cái trí. Con cứ coi khẩu hiệu thầy viết kia thì con hiểu được cái ý, và mình sống trên nghề võ nên thực hiện cái câu đấy nằm lòng để mình làm cho tốt theo quyết tâm. Như vậy thì mình cũng sẽ đi bay cao bay xa hơn nữa, chứ không phải như con chừng đã tốt nhưng mà chưa tốt. Thầy mong con cố gắng phát triển bay cao bay xa hơn nữa. Theo nguyện vọng của thầy là vậy. Vậy đấy nghe. Võ sư Phi Long đã không gọi đây là lễ bái sư mà tăng tình nói: hôm nay chúng tôi được kết nghĩa thầy trò, anh em, lòng bỗng ấm, trái tim bỗng vui hơn. Năm nay tôi 75 tuổi, tính ngày thì biết bao nhiêu ngày. Thì ngày nào tôi cũng có ăn, xuống khổ, ngày nào tôi cũng ăn. Nhưng mà chắc có lẽ bữa cơm hôm nay là bữa cơm ngon nhất. Được một người có tài, có danh, nấu cơm cho tôi ăn là một cái điều sung sướng nhất. Cái này là gì, là ăn bằng tâm. Ông mời thầy á, mời chú Tùng. Rồi đây là nước của mình là lấy ở trên nước này từ núi. Từ đỉnh núi về. Đỉnh núi. Thì xa xưa ở đây gọi là cái giếng trân. Mọi người hồi xưa đi bộ cái đường đèo này là cái đường độc đạo nhỏ đó. Chưa có che cổ thì người ta đi bộ lên xuống ăn khơi. Thì ở dưới đi bộ lên đây người ta dùng cái nước mạch cái giếng trân này để người ta nấu nướng, người ta ăn, người ta nghỉ, rồi chiều người ta đi tiếp. Bây giờ tôi lên là tôi xây cái hồ 8m2 ở đó, sâu 1m8, thì nước nó chảy ra, nó dồn lại cái hồ đó, rồi bắt cái đường ống xuống đây. Bây giờ cứ mở van đâu là chảy đó. Chén cơm đôi khi lẫn bụi cát theo gió bay, nhưng tôi vẫn thấy ngon vì khoáng chất nhận ra ánh mắt đầy quan tâm của thầy Phi Long dành cho Duy Nhất. Không nói gì nhiều, ông dạy ngay cho Duy Nhất những điều cần thiết nhất. Rồi, bước ra. Nhớ một cái điều là trong công phải có thủ. Và trong thủ phải có công. Con còn thiếu rất nhiều. Trong cái lối phòng thủ. Nguyên tắc của võ là phải đi như lá, mà đứng lại là như đá. Tấn công là nhanh nhẹn, mà phòng thủ thì nhẹ nhàng uyển chuyển. Quan điểm của võ sư Phi Long là dụng tinh, không nên dụng đa. Thế mạnh của Duy Nhất là đấm tay và đá chân, nên thầy đã dạy ngay vào trọng tâm, nhanh chóng hạ thấp người, khóa tay đối phương bằng chỏ ngang, giữ chân, đập mạnh tay, làm động tác giả, nhưng xoay nhanh hạ đối thủ bằng đòn chỏ ngang. Đấm tay liên hoàn, đá chân khiến đối thủ chao đảo và dứt điểm bằng cú tay chặt ngang. Thẳng chân. Thẳng, đá, đá. Từ cũng đứng lên nè, cái ống thẳng như thầy vậy. Đừng có dùng tay. Khi phá tấn còn dùng tay như thời phá tấn, nhưng mà đời chân thời thẳng như vậy. Họ bỏ xuống chặt cái cạch đi. Dùng tinh chứ không nên dùng đa. Nếu cũng nhớ rồi như vậy là ổn tốt, nhưng mà con phải cố gắng phát triển đạt cho được nhanh mạnh bền và khéo léo y như thời. Đã quá quen với việc xem Duy Nhất tập một mình những điều vừa được học, vẫn là sử dụng những phương thức quán tưởng để tập, có nghĩa là tập với hình dung về một đối thủ vô hình. Tôi chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng của võ sư Phi Long, quan sát nhắc tập từ xa. Tôi nhận ra sự quan tâm ông dành cho những người trẻ đam mê võ thuật như Duy Nhất. Không biết Nhất thế nào, tôi hoàn toàn ấn tượng về quan điểm mà thầy Phi Long đã dạy cho Duy Nhất: bị tấn công nên di chuyển nhanh và tìm đường tránh né. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với công việc vệ sĩ của tôi, tránh đòn đối thủ, di chuyển người cần bảo vệ khỏi nguy hiểm. Chắc hôm qua nay thì chú đã về lưng chừng đèo An Khơ này để thăm tôi. Trong cái vấn đề phân vân thắc mắc của thầy cũng như là thầy lo ngại cho tôi đọc được cái điều đó rất nhiều về thầy. Cái quá khứ tôi cũng đã tạo được nhiều cái môn sinh ở rải rác từ đầu đèo đến chân đèo, trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh nó cũng rất nhiều. Và nếu tôi cần alo đấy thì môn sinh tôi cũng tập trung về đây, hội tụ cũng đầy đủ và chăm sóc cho tôi cũng là chu đáo.
đoàn đã đến đây giao lưu thì tôi có gọi một người học trò là Đăng Khoa đang ở Gia Lai về đây, rồi bắt tay nhóc. Đây xin giới thiệu chú Tùng với con nhóc là Khoa. Đâu? Theo đánh giá của thầy thì con đã làm được những gì mà thầy đã cho con. Nhưng mà ở đây cái tỷ lệ đạt được là chưa được 50. Giờ thầy muốn hỏi con là bây giờ còn đi thi đấu không? Dạ, hiện tại thì con vẫn đang trong đội tuyển quốc gia. Thì vẫn đang tập luyện và thi đấu. Thì sang năm sẽ làm nhiệm vụ SEA Games ở Philippines. Rồi 2 năm sau là SEA Games quay về Việt Nam mình thì con... dự định sẽ đánh tới xong SEA Games Việt Nam thì mới chuyển qua công tác huấn luyện. Con cố gắng để phát triển làm sao để con thầy còn có những cái tự hào về con sau này. Khoa có nói lời gì với thầy không? Thầy, anh Tùng, nhất Khoa thì cũng ở cách đây khoảng 150 km, thì cũng nghe tin được cái tin là cái đoàn về cái chương trình thực tế và con đường võ học thì mình được cái là thầy ưu ái gọi về để cùng gặp gỡ giao lưu với anh em trong đoàn. Đó là một cái vinh dự. Khoa thì cũng lâu lắm rồi là cũng không được đứng trên cái sân đất này. Về đây thứ nhất là thăm thầy, được giao lưu với anh em trong đoàn con đường võ học. Mong được là thầy luôn khỏe để có cái thời gian dài để dìu dắt thêm cho học trò tụi con. Và xin được chúc anh Tùng và nhất là toàn thể anh em trong đoàn và cho gửi lời thăm hệ tới gia đình, chúc toàn thể mọi người sức khỏe bình an. Từ ngày tôi được cái rồng đen quy ẩn thì tôi thấy nó cũng đúng cái tâm sự cũng như mọi thắc mắc của mọi người mọi giáo, thì ở đây tôi diễn tả lại cái tâm tư, cái nguyện vọng và ý nguyện của tôi sau thì tôi cũng đem vô hết trong mấy vần thơ này. Thì mong tất cả thông cảm cho. Tôi xin đọc cái bài thơ Đồng Đen Quý Ẩn. Ẩn mình giữa lúc quanh co, để lòng thanh thản quên lo sự đời. Buông cung gác kiếm nghỉ ngơi, điền viên vui thú thảnh thơ tuổi già. Một thời ngang dọc đã qua, rồng đen quay bay lượn quanh ta một thời. Ngược dòng chẳng chút thảnh thơ, vẫn luôn canh cánh chuyện đời gió lâm. Đêm nằm lặng lẽ âm thầm, mở trang sử vỏ tím bầm ruột gan. Xót vì vỏ đã tan tang, đã không giữ được kho tàng cha ông. Hỏi trời, trời lại nói không, vì ta đâu biết võ công tí nào. Nặng lòng chẳng biết làm sao, chép tay ghi lại để vào một nơi. Khi buồn thì mở vỡ đọc chơi, khi vui thì ngâm lại mấy lời chiều xưa. Mai này trời sẽ hết mưa, biết đâu lũ trẻ như vừa tỉnh ra. Tìm về nguồn cội ông cha, thì còn tan vỡ đem ra ngắm nhìn. Dài lời gửi gắm tâm tình, phi lông nay đã ẩn mình từ lâu. Rồi nhân đây tôi cũng chúc tất cả đoàn trên hành trình đem lại nhiều kết quả để làm sao cái nền võ học của dân tộc mình được bay xa, bay cao hơn nữa. Tôi muốn đúc kết lại cho riêng bản thân tôi và cái niềm tự hào của một dân tộc. Và tôi cũng muốn chia sẻ cái điều đó cho tất cả các bạn xem đài.
hiểu biết thêm về cái nền võ thuật của Việt Nam. Tôi cũng cảm ơn ekip đoàn phim, nhất là nhãn hàng Vương Bảo đã cho tôi một cái trải nghiệm thực tế đã đi tất cả các võ quán. Mong rằng thì ở chương trình này sẽ giúp cho những ai theo dõi chương trình Con Đường Võ Học sẽ hiểu rõ hơn về võ thuật Việt Nam và những tinh hoa của từng môn phái, và đặc biệt là người tập võ phải luyện tập đạo đức đầu tiên. Khi mà có đạo đức thì con đường võ thuật của các bạn chắc chắn sẽ phát triển nhiều và cao hơn. Chuyến xe Con Đường Võ Học xin cảm ơn các võ sư và tất cả các môn sinh tại 13 võ đường ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Yên, Bình Định đã cùng điểm lại những nét tinh hoa, những mốc vàng son của võ học Việt Nam. Chuyến xe vẫn lăn bánh về mọi miền đất nước. Con đường võ học vẫn còn dài. Cứ đi rồi sẽ đến thôi.